quý vị, tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có một phiên chợ diễn ra mỗi quý một lần. Và điều đặc biệt chính là ở phương thức thanh toán của phiên chợ này. Người dân không phải thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hay quét mã QR mà là bằng sát. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng Kiều Anh tìm hiểu về phiên chợ này nhé. Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên phường An Khê, quận Thanh Khê đã có mặt để chuẩn bị hàng hóa cho phiên chợ lần này. Thực phẩm ở đây gồm các loại rau, củ quả. Phiên chợ đổ rác nhựa lấy thực phẩm sạch được đoàn phường An Khê, quận Thanh Khê triển khai từ năm 2023. Thời gian qua, những phiên chợ đổ rác nhựa lấy thực phẩm sạch vẫn luôn thu hút đông đảo người dân địa phương như thế này. Mỗi người đều hào hứng mang rác đến đây với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường. Xin chào anh Hải Giang. Kiều Anh rất vui khi được biết đến phiên chợ đổ rác thải nhựa lấy thực phẩm sạch của phường An Khê. Không biết là từ đâu đoàn phường đã có ý tưởng để tạo nên phiên chợ này ạ? Xin chào Kiều Anh. Mô hình phiên chợ này thì từ cái là mong muốn là thể hiện được cái tính xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân trong việc là chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với lại biến đổi khí hậu, cũng như là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về cái thân thiện với môi trường, và đặc biệt đó là cái phong trào hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Và mong muốn rằng là với cái mô hình này thì cũng sẽ được sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong việc chung tay cùng bảo vệ môi trường. Phiên chợ sẽ trao đổi những loại hàng hóa như thế nào? Thì phiên chợ thì hôm nay thì như cửa anh cũng đã thấy thì hàng hóa là được đoàn phường vận động từ các nhà tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường. Và từ lúc 4 giờ sáng thì các bạn thanh niên cũng đã sang chợ và chuẩn bị và mang hàng hóa về. Và đặc biệt đó là ở phiên chợ này thì chúng ta không mua bằng tiền mặt, không chuyển khoản cũng như là quét mã QR code, mà chúng ta trao đổi bằng rác thải nhựa, rác tài nguyên cũng như là các loại pin đã qua sử dụng. Kiều Anh được biết là phiên chợ đã duy trì trong vòng 2 năm và mỗi một phiên chợ thì đều thu hút được sự quan tâm của người dân. Vậy đoàn phường đã làm gì để phiên chợ luôn phát huy được hiệu quả ạ? Để phiên chợ phát huy hiệu quả thì ngay từ ban đầu thì bước đầu tiên thì đoàn phường vận động đến cho đoàn viên thanh niên cũng như là người thân trong gia đình là hưởng ứng với phiên chợ. Và sau đó thì đoàn phường cũng đăng các thông tin lên trang mạng xã hội của đoàn phường như là Facebook, và đặc biệt là đăng thông tin lên cho 90 nhóm Zalo của 90 tổ dân phố để thông tin sẽ được rộng rãi hơn đến với bà con nhân dân. Với lượng rác mình trao đổi và thu gom thì đoàn phường sẽ tiến hành xử lý như thế nào ạ? Với các phiên chợ như thế này thì trung bình đoàn phường sẽ thu về tầm 1.450 các loại lon các loại, cũng như là 1.200 chai nhựa và tầm cỡ là 45 đến 50 kg giấy và cỡ khoảng 90 viên pin đã qua sử dụng. Và số phế liệu này sẽ được các bạn đoàn viên thanh niên ta phân loại, sau đó sẽ bán cho các vựa chai bao và lấy nguồn kinh phí đó, và từ nguồn kinh phí thì đoàn phường sẽ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn trên địa bàn phường. Và như những đợt phiên chợ trước thì đoàn phường đã hỗ trợ cho 4 bạn học sinh gồm sách vở, dụng cụ học tập cũng như là mặt học. Đoàn phường có mong muốn gửi gắm, lan tỏa những thông điệp gì thông qua phiên chợ này ạ? Với cái phương châm là một công việc nhân văn đến từ những cái hành động ý nghĩa, thì mong muốn rằng qua phiên chợ này thì các bạn đoàn viên, thanh niên cũng như là người dân càng nâng cao hơn cái vai trò, cái trách nhiệm của bản thân mình đối với việc là bảo vệ môi trường. Và cũng thông qua cái mô hình này thì cũng sẽ giúp đỡ được cho các bạn học sinh khó khăn trên địa bàn phường. Và Kiều Anh nghĩ thì phiên chợ đổi rác thải nhựa lấy thực phẩm sạch còn mang đến một ý nghĩa nhân văn hơn, đó chính là đổi lấy những nụ cười ấm áp của người dân nơi đây, cũng như là đổi lấy một cái khu phố văn minh và sạch đẹp hơn. Và hy vọng rằng thì ngày càng có thêm nhiều phiên chợ ý nghĩa như thế này sẽ được tổ chức để có thể góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Mỗi lần đoàn tổ chức phiên chợ thì tôi cũng giống như người dân ở quanh đây cũng đều tham gia, vì ở mình sẽ đổi rác mà lấy thực phẩm sạch,
và cũng là chung tay bảo vệ môi trường. Tôi thấy cái phiên chợ này thật là ý nghĩa. Đoàn thanh niên tổ chức ra thì có nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là giảm thiểu được rác thải ra môi trường. Thứ hai nữa là có được một nguồn kinh phí để mua các dụng cụ giúp đỡ cho các em học sinh nghèo khó khăn và mồ côi trên địa bàn phường An Khê. Thưa quý vị, với các loại rác nhựa, rác tài nguyên, người dân phường An Khê có thể đổi lấy thực phẩm như thế này để về nó ăn hàng ngày mà không cần phải ra chợ mua bằng tiền. Và từ việc đổi rác thải nhựa lấy thực phẩm sạch thì góp phần giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời cũng góp phần lan tỏa phong trào sống xanh, sống có trách nhiệm trong cộng đồng.